Con đi học về con hái á. Con tặng à pa hả? Con tặng à pa hả? Con đi học về con cởi giày con vứt áo ở chỗ đấy xong rồi con đem vào cho ba luôn. Con tặng à pa hả? Mẹ mẹ cắm lên bình hoa nhá. Ồ, để đây á. À pa như uôn sai hả? Uôn ngắt hoa bên đường tặng cho à pa đó. Ai ngủ gai yêu của à pa. Ai ở gai yêu. Ừ, con về rồi. Khát thảo ăn xây ở. Ôi trời ơi. Chào à pa xong rồi nằm luôn nữa đó. Hả? Nancy chột tha. Ừ. Con chào ông bà cô chú đi. Con mời ông bà cô chú ăn. Nghe. Ăn với con. Ừ. Mẹ ăn đi. Mẹ á. Con mời ba ăn chưa? Ừ rồi. Con mời chưa? Con rồi. Mời lúc nào? Ừ. Ừ, cái này. Con mời ông bà cô chú ăn. Nè. Xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Con chào theo mẹ đây. Ở mà tao ra mãi thế cả. Nói theo mẹ à. Xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đi con. Xin chào ông bà cô chú, con nói đi. Không có lên cái này của mẹ. Hừ lắm. Thế con nói chào ông bà cô chú thì đã. Chào ông bà cô chú. Mời ăn với con. Ăn với con. Ừ. Con đi học về đi. Con đói bụng mà con chỉ đòi ăn cái này thôi. Đúng không? Con không chịu ăn cơm. Mẹ hỏi thế cái này sao con không mời bà ba ăn? Cô ăn đây. À ba ăn đâu mà ăn? À ba ăn lúc nào? À, bà ăn cái này. Ăn cái này rồi á? Ừ. À ba ăn thầy rồi á? Chín chắc? Chị ta. Ừ, ông bà cô chú ơi, cái cam này này là em đặt trên bàn thờ chỗ ba ba của Huy ấy, là sau đó là em hạ xuống em thay cái mới lên, mà bây giờ em bảo Huy ơi bây giờ con ăn, con mời mời ba ăn đi con, mà con bé bảo bà ba ăn rồi, em bảo em hỏi nó là thế ba ăn lúc nào mà con bảo ba ăn rồi, bảo ba ăn cái này rồi, mẹ mẹ để ngoài kia rồi. Ôi trời ơi con tôi không biết sao mà cháu nó biết ông bà cô chú ạ, tại có mỗi cái ảnh không thôi đặt lên hết thôi mà sao nó là biết là ba ăn được rồi. Ngày trước em lúc mà ba Kim còn sống á, hai ba con thì nó có cái mối liên kết với nhau rất là lạ luôn ông bà cô chú ạ. À, ba Kim thích ăn gì là nó cũng thích ăn đấy, ba Kim mà ngủ dậy lúc nào là nó cũng dậy theo, mà à, đòi ăn vặt lúc nào là nó cũng ăn vặt theo. Nửa đêm mỗi người ngủ một phòng nha, ba ngủ một phòng, Huy Quân ngủ một phòng khác, mà nửa đêm ba Kim dậy dậy thức dậy á, kiểu như tỉnh dậy mà không thể là ngủ lại được nữa, mà con bé này nó cũng tỉnh, nó không dậy sang thế ba đâu, nhưng mà nó ì ạch cùng với mẹ cho đến cả 30 phút 1 tiếng mới ngủ lại ấy. Nhưng mà lúc đó em không có cho Trang sang chơi với ba của nó, bên đang ngủ dở mắt mà tự nhiên Lục dậy để đi hai người chơi cùng nhau thì bao giờ nó mới ngủ lại được, nên là em cứ bắt ngủ nằm cạnh mẹ, cựa thì cựa cũng cứ nằm bên cạnh. Con ăn kỹ vào chứ. Ừ. Cái này chưa kỹ này, cái này kỹ rồi này. Ồ, ăn kỹ vào con. Ngon không con? Ngon lắm à? Con thích ăn cái này nhất à? Ừ, con thích ăn cái này nhất. Con Ông mời. bà ơi, ăn cái này thôi. Ăn cái này thôi á. Ăn cái này với con chứ. Ăn cái này con. Ăn cái này với con. Thôi. Ăn cái này với con. Nhiều ông bà cô chú cứ hỏi là bé có đòi ba không? Rồi bé có hỏi ba đi đâu không?
Không nhé, con bé nhà em nó không đòi. Nó biết, nó biết nếu mà hỏi ai hỏi nó cứ bảo ba định viện hoặc là ba lên cung trăng ấy, không có đòi ba đâu. Bây giờ mẹ hỏi con một lần thôi nha, mẹ không hỏi lần nữa nha. Ừ, mẹ hỏi ba đi đâu rồi con? À, ba đi đâu rồi? Ừ? Cung trăng rồi. Lên cung trăng rồi á? À, ba có nhìn thấy con không? Cung trăng lên rồi. Ừ, à, ba lên cung trăng, à, ba nhìn thấy chứ? Không nhìn thấy là sao? À, ba đang nhìn hai mẹ con mình đấy. Nhỉ? Đâu ung trăng đâu? Ừ. Ung trăng đâu? Ông trăng á? Hôm nay cuối tháng không có ông trăng. Ung trăng đổ mà cách đâu? Hôm nay trời âm u nên là không thấy trăng. Ung trăng đổ mà cách đâu? Ừ, hôm nào có ông trăng mẹ chỉ cho em xem nhé. Ung trăng đổ mà cách Trời, đâu? ông trăng trốn mất rồi. Ôi trăng ơi, ung Ông trăng chạy, ung trăng chạy. chạy đi đâu? Ung trăng chạy bay bay. Chạy bay bay rồi á. Ừ, chạy bay bay rồi. Ừ. Con có nhớ à ba không? Ừ. À ba bố cô ship bao á. Ừ. Có. Em hỏi con nhớ à ba không? Có nhớ à ba. Trả lời tiếng Hàn cũng nhớ à ba mà tiếng Việt cũng nó nhớ. Ừ. Ừ. Con nghĩ là không phải. Ừ, con ăn ngoan à. Con có yêu à ba không? Có yêu mẹ không? Con yêu mấy người? Ừ. Con yêu tất cả mọi người đúng không? Ừ. Sau này Huy Quân có học giỏi không nhỉ? Con phát khôn anh đi, cũng phát khôn anh đi. Ừ, cái này tên tiếng Việt là gì nhỉ? Tiếng Việt là gì nhỉ? Quá gì nhỉ? Cá cứt. Không phải. Nói bậy này, nói lại cho mẹ. Quả này tên tiếng Việt là quả gì? Cứu. Quỳ lắm. Cười. Đó là tiếng Hàn chứ, tiếng Hàn là quả gì nhỉ? Ủa là gì? Ừ. Quả này tiếng Việt là gì nhỉ? Tiếng Việt mà. Tiếng Hàn là gì? Ừ, ô lên gì? Còn tiếng Việt là gì? Tiếng Việt là quả cam. Quả cam. Ừ. Quả cam có ngọt không? Ngọt ạ. Ừ. Rồi con ăn sạch sẽ rồi đấy. Mẹ lấy quả này cho con nhá. Mẹ cắt này nhá. Có cắt không? Cắt không ạ? Không cắt ăn để con gặm đi ha. Cắt. Con thích ăn gặm đi ha. Cắt. Cắt nhỏ ra ăn cho dễ không? Cắt ăn nó chết. Cắt nhỏ như thế này nhá. Mày. Mày. Như thế này. Tí nữa con có ăn cơm không? Thế nữa anh cơm. Ăn cơm nhá. Cơm. Ăn cái này rồi tí nữa mẹ nấu cơm xong rồi ăn cơm nhá. Ừ. Ở trên lớp có đánh nhau với các bạn không? Không nên làm bạn. Ừ. Có cãi nhau không? Không nên làm. Có nghe lời cô giáo không? Nhờ cho cháu. Nghe lời cô giáo ạ. Ừ, cho cháu à. Ừ. Giỏi quá. Hôm nay cô giáo dẫn đi đâu chơi? Hôm nay cô giáo dẫn con là các bạn đi đâu chơi? Đi đuôi chợ. No đi thờ á? Đi đuôi chợ. Đi nơi đi thờ á? Có đi lên đồi chơi không? Không nói chợ. Hôm nay có leo đồi không nhỉ? Có thương san không? Thương san hết sức. Thương san hết chợ. Có đi leo lên đồi không? Lên lên đồi. Leo lên đồi hả? Lên đồi. Ừ. Leo lên đồi làm gì nhỉ? Dạ kì, Đi hái hoa. Leo không lên đồi phải, hái dạ hoa. kì, Đi lắc kê tiếng Việt là gì? đẹp thật, Hoa đẹp. hơi đẹp, Hoa đẹp không ạ? À? Ừ, hươn ngắt hoa hả? đẹp hơn, Bắt bướm hả? bắt
Bác Dũng đi đâu rồi nhỉ? Bác Dũng đi làm rồi. Con có thích gặp bác Dũng không? Thích bác Dũng. Thích bác Dũng. Hôm nào nghỉ học rồi đi lên gặp bác Dũng nhá. Ừ? Bác Dũng ở gần đây mà nhỉ? Lúc nào con thích đi mẹ chờ con đi nhỉ? Lúc nào con thích đi mẹ chờ con đi nhỉ? Thầy làm nữa. Ừ. Con làm ra để mẹ bắt tiếp nhá. Bắt tiếp. Ừ. Bắt tiếp không ạ? À? Con à, làm đi. À không à, tự con gặm hả? Tự con thích. Tự con thích như thế hả? Con nói chuyện ông bà cô chú nghe đi. Ông bà cô chú thích Huyền nghe Huyền nói tiếng Việt kìa. Con nói gì cho ông bà cô chú nghe đi. Nói gì nhỉ? Nói là nói cái này. Nghe ông bà cô chú ơi, cái này ngon lắm. Ăn với con đi. Con nói đi. Nào, con nói cho ông bà cô chú nghe này. Nói đi, giới thiệu đi. Con giới thiệu đi. Mẹ không thích như thế nào? Ngoan à, mẹ nói con phải nói theo mẹ chứ. Ừ. Nói đi. Ông bà cô chú ơi, quán này ngon lắm, ông bà cô chú ăn với con. Con nói lại đi. Con nói lại này. Con nói to lên cho ông bà chú Phước nghe này. Cứ mang hề. Nào, con nói ông bà cô chú giới thiệu đi. Ông bà cô chú thấy Huyền ăn ngon quá, ông bà cô chú thèm quá. Nhanh lên. Cái gì? Con nói lại mẹ nghe nào. Con ăn thèm quá. Ông bà cô chú ơi, con ăn thèm quá. Không được hét như thế. Hét à ăn tê. Khuôn xôi đi à ăn tê. Ừ, nói lại nào. Thà con ăn thèm quá. Con phải nói từ đầu. Ông bà cô chú ơi, con ăn ngon lắm. Con ăn ngon lắm. Gọi ông bà cô chú ơi đấy chứ. Nào, ông bà cô chú ơi. Nói nào. Nhanh lên để ông bà cô chú mua hàng cho mẹ để ông bà cô chú ủng hộ mẹ. Nào. Con nói là ông bà cô chú ơi. Con ăn thèm quá. Con ăn thèm quá. Không lẻ lưỡi xấu cái. Ông bà cô chú yêu con không? Yêu con không. Ông bà cô chú yêu con không? Yêu con không. Nói cả đầu đuôi chứ. Ông bà cô chú yêu con không? Ông bà cô chú yêu em không? Yêu em không? Yêu em không? Ừ. Ủng hộ cho mẹ con em. Ủng hộ cho mẹ Hường. Nào. Ủng hộ mẹ Hường. Ủng hộ mẹ Hường. Xem video. Không video. Và mua sâm cho mẹ. Đó mẹ. Thôi chào ông bà cô chú nào. Bye bye ông bà cô chú đi con. Bây giờ bye bye nào. Bye bye ông bà cô chú nha. Bye bye ông bà cô chú nha. Con đang ăn đây. Con đang ăn đây. Con không nói chuyện được nữa. Con không nói chuyện được nữa. Vâng. Bye bye. Bye bye. Em xin kết thúc video ở đây ạ. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi.